vì em thấy trường là một trong những trường top đầu và có chất lượng đào tạo rất là tốt, cũng như là khuôn viên trường rất là đẹp. Em chọn Bách Khoa là nhờ câu chuyện của ông em, một cựu sinh viên Bách Khoa gọi từ những năm 70, và thực chất tình yêu đấy của Bách Khoa đã lớn dần trong em từ hồi nhỏ rồi ạ. Con hãy cố gắng, tự tin và giành được nhiều niềm tin ở các thầy cô giáo và đạt kết quả cao. Khá lo lắng, em đã mất 2-3 ngày chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này, nhưng em tin là em đã phỏng vấn tốt. Em cũng cảm thấy rất là áp lực, bởi vì em thấy các bạn phỏng vấn trong các bạn phỏng vấn nhiều lâu quá, thế nên là cũng có một chút áp lực. Nhưng mà khi vào phòng phỏng vấn thì em thấy các thầy cô phỏng vấn cũng rất là thoải mái, thì là em cũng không có áp lực nữa.